Trước khi mẹ con qua đời, bắt cha phải hứa một điều: không để cho con tham gia vào cuộc chiến này. Cha đã thật hứa. Có nhiều điều còn đáng sợ hơn cái chết, như là cha mất con. Cô có hy sinh cũng chẳng cứu được cha đâu. Tại sao lại giúp tôi? Vẫn còn đường sống cho cô, cha cô và đồng bọn con. Tôi chỉ muốn một xã hội văn minh trật tự thôi. Mày tên gì? Hân. Cái gì Hân? Phạm thấy không? Mày lộn rồi con. Ở trong cái mỏ này á, không có thằng nào tên là Phạm tới Hân hết. Vô đây rồi, mày không còn tên tuổi gì nữa, mà chỉ còn là con số mà thôi. Không khoái cái màn này lắm phải không? Nhưng tôi sẽ còn khoái hơn nữa khi ngồi vào cái ghế của thằng này, uống ly rượu để ăn mừng cái chết của ông.